Trung Quốc nội đoá với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về Biển Đông. Quý vị và các bạn thân mến, Trung Quốc cáo buộc Lầu Năm Góc vẫn giữ vững tâm lý chiến tranh lạnh và định làm phim bom tấn Hollywood khi triển khai vũ khí hiện đại tới Biển Đông. Phát biểu của ông Carter thể hiện tư duy điển hình và sự bá chủ kiểu Mỹ. Hãng tin PTI dẫn lời bà Hoa Xuân Doanh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hôm qua nói trong cuộc họp báo thường kỳ. Dù chúng ta đã bước vào thế kỷ 21, một số người ở Mỹ vẫn giữ tâm lý chiến tranh lạnh. Trung Quốc không muốn gây chiến tranh lạnh và không muốn đóng một vai trong bộ phim bom tấn Hollywood do những người trong quân đội Mỹ đạo diễn. Bà Hoa nói và tuyên bố nước này sẽ kiên quyết phản đối, không để bất cứ hành động nào làm hủy hoại cái gọi là chủ quyền lãnh thổ và an ninh Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuần trước tuyên bố việc Trung Quốc bành trướng quân sự ở Biển Đông có nguy cơ đe dọa thịnh vượng khu vực và hành động này có thể dựng lên vạn lý trường thành của sự tự cô lập. Trong khi hai nước đang căng thẳng về vấn đề Biển Đông, các quan chức hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc sẽ tham dự đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung lần 8 ở Bắc Kinh và tham vấn cấp cao Mỹ-Trung về giao lưu nhân dân lần 7 tại Bắc Kinh vào ngày 6 và ngày 7 tháng 6. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với hầu hết Biển Đông, chồng lớn lên tuyên bố của các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Mỹ triển khai tàu và máy bay áp sát vùng biển và không gian xung quanh đảo nhân tạo Bắc Kinh xây trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong các chiến dịch tự do hàng hải.